Xin chào tất cả các bạn nha. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình để góp claim một NFT có ký hiệu là Zcalin nha các bạn, đến từ nền tảng của Bluesets Galaxy nha các bạn. Khi các bạn tham gia dự án này thì sau 48 giờ các bạn claim nha các bạn, thì phần claim này mình sẽ update sau cho các bạn nha các bạn. Thì để tham gia bên này các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn join vào Discord này các bạn. Ở trên Discord các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Rồi trên Discord thì bạn bấm nhập mục hoàn thành nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản và quy định của nó nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một hình ảnh verify nha các bạn, Zcalin Key verify nè các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn tiếp vào những ô màu xanh nha các bạn, màu xanh trên màu xanh dưới luôn nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam, các bạn chat câu đi các bạn, bạn ở quốc gia nào thì các bạn chọn nhiều quốc gia này nha các bạn. Trên đây thì các hỗ trợ rất là nhiều cộng đồng cho Indo luôn nè các bạn, Việt Nam này nọ đó rồi. Sau khi các bạn đã verify xong thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình tiếp theo nha các bạn. Các bạn bán gì bắt vào trình duyệt Chrome nè các bạn, gỡ nha các bạn. Rồi sau đó các bạn login Discord nha các bạn. Rồi sau đó bạn gì bấm vào phê duyệt thôi các bạn. Rồi sau đó nó sẽ ra một loạt đáp án, thì đáp án mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn trả lời nha các bạn. Câu số 1 là Raiwan. Câu số 2 Finarod. Câu B nha các bạn. Câu số 3 là IMM Monfula Formula. Câu số 4 là Super Order nè các bạn. Mình tiếng Anh mình không có biết nha các bạn, đọc khi này khi nọ không. Rồi tiếp tục thì ở đây thì đáp án câu số 5 là Aficicon. Rồi tiếp tục thì các bạn chỉ copy địa chỉ với NH của mình nha các bạn, hoặc là địa chỉ BNB Smartchain Bet20 trên YouTube Black của tất các bạn nha các bạn. Chỉ nào đây, dùng địa chỉ nào đây. Rồi các bạn copy địa chỉ của mình nha các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit nha các bạn. Rồi sau 48 tiếng đồng hồ các bạn có thể vào cái link Bluesets Galaxy các bạn claim nha các bạn. Thì các bạn link claim mình sẽ update sau cho các bạn nha các bạn. Các bạn việc connect với mạng BNB Smart Chain hoặc là Polygon các bạn claim nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án Zcalin đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video tiếp theo từ mình nhé.